Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin mời quý vị gặp gỡ với một vị khách mời lần đầu tiên đến với VNTV của chúng ta. Thưa quý vị, vị khách mời này tuy lạ mà quen, tuy xa mà gần. Một tí nữa Vân Anh sẽ nói với quý vị tại sao Vân Anh nói như vậy. Và bây giờ mời quý vị gặp gỡ với nhà thơ Bùi Thành Tuấn. Chào anh Tuấn. Dạ, xin chào chị Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, tại sao là Vân Anh nói là anh Tuấn là tuy lạ mà quen? Đó là thưa quý vị, chắc chắn người Việt của chúng ta thì ai tối thiểu là một lần đã hát qua và nghe qua nhạc phẩm Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Và phải có anh Bùi Thanh Tuấn thì mới có nhạc phẩm đó. Và trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết đó thì từ thổi nhỏ là Tuấn đã thích về âm nhạc hay là như thế nào Tuấn? Thơ hay là như thế nào? Dạ thưa chị, thì cái quá trình đi đến với văn chương, chữ nghĩa và sau này là âm nhạc nó khởi nguồn từ cái việc Tuấn mê đọc sách từ thuở nhỏ, và có bao nhiêu tiền thì để dành để mua sách. Thì những cái kiến thức mà từ sách vở nó cho mình đó, nó tích lũy thành một cái, nó trở thành một cái hobby, một cái niềm yêu thích vô cùng tận của mình. Và mình muốn được viết ra những cái câu chữ sáng láng, cô đọng như là những cái tác giả mà mình đã được đọc. Thì cái điều đó nó tạo thành một cái thói quen. Và tôi bắt đầu viết là khoảng bắt đầu vào high school, vào trường cấp 3 thì bắt đầu tôi tập tành làm thơ và viết những cái tản văn ngắn ngắn, rồi được in ở trên báo ở Sài Gòn, những cái tờ báo nổi tiếng thời đầu thập niên 90 là tờ Mực Tím hay là báo Áo Trắng. Thì cứ viết thôi, viết và không nghĩ là, không có tham vọng là mình sẽ trở thành một thi sĩ hay là một nhà văn. Cứ viết, nhưng mà khi cái nguồn động lực lớn là khi tác phẩm của mình được các bạn bè thôi, ở trong trường, sau đó high school là tới đại học thì các bạn thích và báo chí họ đăng đó, được in sách, thì bắt đầu nó mới nhắc nhở mình là mình có thể trở thành một người viết chuyên nghiệp, tức là viết có thể ra tiền. Và tôi cũng bắt đầu viết báo cộng với viết văn làm thơ thì bắt đầu viết báo thì ra tiền, và cái số tiền đó mình có thể đóng được tiền học phí trong trường đại học, có thể giúp đỡ được gia đình trong lúc khó khăn, và có thể mình có thể mua được những thứ mà mình thích. Thời đó rất là đẹp đẽ. Dạ, vâng. Còn cái việc đến với âm nhạc đó thì Tuấn chưa bao giờ nghĩ mình là một mình trở thành một nhạc sĩ gì cả. Dạ. Thì nhưng mà theo các anh đi trước đó, các nhạc sĩ đi trước thì họ nghe những cái bài Tuấn đã viết thì họ nói là Tuấn có khiếu sáng tác nhạc, viết rất là đúng khúc thức, có giai điệu khúc thức. Rồi tại vì Tuấn không có được đào tạo về âm nhạc chuyên nghiệp, Tuấn không có được trang bị một cái vốn kiến thức âm nhạc hoàn hảo và đầy đủ, nhưng mà Tuấn có thể viết được. Hiện nay Tuấn viết được khoảng 20 ca khúc. Nhưng mà không có nghĩ là mình sẽ bày tỏ bằng cách gửi cho các trung tâm băng nhạc hay ra đĩa CD, không có ý định đó. Nhưng mà cái sự lan tỏa ở các cái cuộc hát hò với bạn bè và các cái phòng trà thì người ta chấp nhận, đón nhận nó. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sáng tác rất là nhiều bài thơ và được phổ thành rất là nhiều nhạc phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên cái nhạc phẩm này Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa đã đưa Bùi Thanh Tuấn đến với khán giả, đã chiếm được cái lòng ưu ái, cái sự yêu mến của quý vị khán giả đối với anh Bùi Thanh Tuấn. Cho đến như vậy thì cái nhạc phẩm này là đã hơn hai mươi mấy năm rồi phải không anh? Dạ chính xác, là bài thơ ra đời vào tháng 7 năm 1991, tức là cách đây 26 năm. Và sau khi Tuấn viết bài thơ này ra thì chỉ trong ngày, thì buổi tối hôm đó thì nhạc sĩ Trương Quý Hải ở Hà Nội vào, thì anh bắt được cái bài thơ đó và anh phổ thành ca khúc. Dạ vâng.
Cũng phải đính chính lại là nó được viết ra vào tháng 7 năm 1992, là 25 năm, một phần tư thế kỷ rồi. Dạ vâng. Và chúng ta là thấy là đi đâu cũng nghe hát, trong những chương trình ca nhạc, trong những cái buổi nhạc trong gia đình. Và cho những người là sống ở Hà Nội, yêu Hà Nội, hoặc những người chưa biết Hà Nội bao giờ. Thưa quý vị, bên anh cũng được biết là anh Bùi Thanh Tuấn là chưa bao giờ ra Hà Nội, chưa bao giờ biết đến Hà Nội. Khi mà anh sáng tác cái nhạc phẩm này thì hoàn toàn do trí tưởng tượng phải không anh? Dạ đúng là như chị nói, là hoàn toàn do trí tưởng tượng, lúc đó Tuấn chưa ra Hà Nội. Anh có tất cả bao nhiêu được bài thơ đã được phổ nhạc? Tuấn chưa bao giờ đếm nhưng mà nhiều lắm. Thời gian Tuấn làm biên tập viên của đài truyền hình ở Sài Gòn đó, thì ban văn nghệ, thì có cái cơ hội rất nhiều nhạc sĩ cùng làm việc với mình, và họ mình tặng cho họ tập sách của mình in ra. Ví dụ một tập sách như thế này thì mình in ra, thì mình có niềm vui mình tặng cho người này người kia, thì họ về đọc rồi họ thích bài nào thì họ phổ thơ bài đó. Tuấn không nhớ hết nổi nhưng mà Tuấn nghĩ là không dưới 100 bài thơ được phổ thành ca khúc. Và nhạc phẩm nào anh ưng ý nhất? Đó là nhạc phẩm chưa có ra đời. Dạ vâng. Thưa anh, bên cạnh nhạc phẩm Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa là cái nhạc phẩm mà đã đi vào lòng khán thính giả khắp nơi, cũng ngay tại trong nước hay hải ngoại, Vân Anh cũng rất là mê cái nhạc phẩm Ru Lòng Khờ Dại mà Vân Anh biết là cũng được yêu mến. Anh có thể nói về nhạc phẩm này? Dạ, chị nhắc lại ca khúc Ru Lòng Khờ Dại thì làm cho Tuấn nhớ tới một cái kỷ niệm, là bài hát đó được viết rất là nhanh, cũng giống như Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Năm nào anh? Được viết vào năm 1998 vào một buổi chiều chập tối ở Sài Gòn. Trên đường Tuấn từ nhà mình là ở đường Nguyễn Kiệm, đối diện Thiền viện Vạn Hạnh, rồi chạy xe tới cái bar Ship, là cái nơi mà hát với nhau để mà chơi với bạn bè. Thì trên đường đó Tuấn viết rất là nhanh, cũng trong vòng chắc khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì cái giai điệu nó bật lên trong đầu, ca từ nó bật lên, và Tuấn viết lúc đó không có giấy bút gì trong tay hết, vừa lái xe Honda và vừa viết. Thì tới nơi thì nó hoàn thành và nhảy lên sân khấu và hát luôn. Với nhạc công luôn, hai người rap với nhau và hát luôn. Là một nhà thơ thì anh thích nhà thơ nào với thế hệ đi trước? Dạ thưa chị, trong một cái bài viết mà tôi, một cái tiểu luận, tôi nói là tại sao tôi yêu thơ truyền thống, thì cái người ảnh hưởng đến thơ của tôi rất nhiều đó là nhà thơ Nguyễn Bính, một thi sĩ đồng quê của Việt Nam. Và cái phong cách thơ ông đã ảnh hưởng tới cái cách viết của Tuấn sau này. Nhưng mà đi từ cái truyền thống nó ra để mình nắm được bí kíp, nắm được cái thần thái đó, cái cơ bản đó, thì sau này thì không nhất thiết là mình phải làm theo cái hình thức thơ truyền thống nữa, mà từ đó mình phát triển lên. Nhà thơ Nguyễn Bính là người tôi rất là yêu mến. Trước khi chia tay của quý vị thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu với quý vị nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Anh là tác giả của bài thơ và sau này được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ thành bài nhạc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, và trở thành một bài hát rất là nổi tiếng trong nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Và trước khi chia tay quý vị khán giả, anh có muốn nói lời nào? Dạ cảm ơn chị Vân Anh và đài VNTV đã mời Tuấn đến đây để cùng trò chuyện với quý vị khán giả. Thì Tuấn cảm thấy là một cái chuyến đi chơi tới cái vùng Tây Nam của nước Mỹ, thành phố San Diego xinh đẹp, mà được mọi người tiếp đón nồng hậu, thì đó là một cái vinh dự, cái niềm ấm áp cho một cái kẻ lữ thứ xa quê như Tuấn. Cái thứ hai là cảm ơn tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ, các thân hữu đã cùng đến với Tuấn trong cái sự chia sẻ những cái ca khúc, những cái bài thơ mà Tuấn đã viết. Thì đây là một cái cơ hội để mà mọi người sau này có thể đọc và nghe nhạc của Tuấn nhiều hơn. Thì Tuấn chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả VNTV và chị Vân Anh. Mong là sẽ có một dịp khác tốt đẹp, chúng ta sẽ được ngồi với nhau lần nữa. Cảm ơn anh.